À, vâng, và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Đánh Mất, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ngày xưa em như chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tan thành tia nắng, gió thoáng lên chỉ còn đạm bụi mờ. Từ lâu em như là mây trắng, gió cuốn mây về nơi chốn miên mơ. Mười năm trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại, ươn đẫm tim anh, ươn đẫm tim anh, nước mắt em chiều ấy. Dù rằng em giấu mặt vào tay, bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay. Mười năm trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại. Em vẫn thơ ngây như lúc chia tay, vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái. Một nhành lan chưa kịp nở hoa, lối hẹn xưa cỏ phú nhạt nhòa. Em trở lại, hãy thời gian trở lại, hỡi cô bé thơ ngày ngày ấy, hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh, hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ. Em đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, anh van em, van em nói ra đi. Ngày xưa em như chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tan thành tia nắng, gió thoáng lên chỉ còn đạm bụi mờ. Từ lâu em như làn mây trắng, gió cuốn mây về nơi chốn biệt mờ. Mười năm trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại, ươn đẫm tim anh, ươn đẫm tim anh, nước mắt em chiều ấy. Dù rằng em giấu mặt vào tay,
bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay. 10 năm trôi qua trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại. Em vẫn thơ ngây như lúc chia tay, vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hai. Một nhành lan chưa kịp nở hoa, lối hẹn xưa cỏ phú nhạt nhòa. Em trở lại, hãy thời gian trở lại. Hỡi cô bé thơ ngày ngày ấy, hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh, hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ. Em đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ gì? Anh van em, van em, nói ra đi. Vâng, xin được cảm ơn anh Cao Huy Thế rất là nhiều hôm nay đã đến với chương trình và chia sẻ những ca khúc rất là hay cũng như là tâm tư tình cảm mà anh dành trọn cho âm nhạc. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình và thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Xin được cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã cùng tham gia và ủng hộ chương trình. Cảm ơn anh Cao Huy Thế rất là nhiều và chúc cho anh lúc nào cũng luôn vui vẻ, luôn may mắn, đặc biệt là luôn giữ ngọn lửa đam mê với ca hát anh nhé. Một lần nữa, Huy Thế chân thành cảm ơn Hương Giang và cảm ơn chương trình giao lưu âm nhạc hôm nay với chủ đề là giai điệu ngày mới. Và vì thế chúc cho Hương Giang cũng như chương trình luôn ngày càng phát triển và luôn được bạn bè đông đảo gần xa yêu mến và ủng hộ. Và cũng không quên cảm ơn hai anh guitar Xuân Hãn và Trần Thạch đã hỗ trợ cho em đàn rất là hay trong buổi sáng hôm nay để cho em phát huy được giọng hát của mình để dành tặng cho quý khán giả. Và cũng không quên kính chúc quý khán thính giả luôn được dồi dào sức khỏe và ủng hộ chương trình giai điệu ngày mới nha, và luôn thành công trong cuộc sống của mình. Xin hẹn gặp lại. Vâng, cảm ơn anh Cao Huy Thế cũng như là hai anh nhạc công đã đến với chương trình này. Và một lần nữa cảm ơn công ty sự kiện và truyền thông Võ Thị, cảm ơn công ty cổ phần Nina Thái đã tài trợ chương trình này. Và ekip rất mong được hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở chương trình lần sau. Và chương trình cũng xin được thông báo là sẽ dành tặng 5 món quà xinh xắn của chương trình đến cho 5 quý khán thính giả sau đây. Đó là bạn Hải Đăng ở Bến Tre nè, bạn Tường ở Cây Lầy, bạn Vũ An Giang, bạn Phạm Văn Tính cũng như là bạn Chiêu Lan ở Hậu Giang đã gọi điện cũng như là tham gia livestream. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chờ đợi món quà của chương trình nha. Và đến đây thì Hương Giang xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 9:05 thứ sáu tuần cuối của tháng 9. Chúng ta sẽ gặp lại trên livestream cũng như là trên sóng phát thanh vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thân ái chào tạm biệt. Xin kính chào.